Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 12 tháng 6 trên đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe ô tô khách, xe ba gác và xe máy tông liên hoàn trên đường Võ Chí Công, Hà Nội làm 3 người nguy kịch. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, xe ba gác chạy ngược chiều đường Võ Chí Công đâm phải xe khách biển kiểm soát 29B07355 chạy hướng Bưởi, cầu Nhật Tân. Ngay sau đó, xe máy biển kiểm soát 29E1-20602 chạy ngược chiều không tránh kịp đã đâm thẳng vào xe ba gác. Hậu quả, lái xe ba gác và hai người trên xe máy văng xuống đường, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn cấp tìm giải pháp chống ngập tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, Ủy ban Nhân dân TP.HCM giao công ty sửa chữa máy bay A-41 Bộ Quốc phòng và Cảng vụ Hàng không miền Nam tổ chức nạo vét, duy tu hệ thống thoát nước trong khu vực đơn vị quản lý. Bên cạnh đó, xây dựng quy chế phối hợp ứng cứu khi xảy ra ngập nước. Công tác này phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 để đảm bảo tiêu thoát nước. Vào mùa mưa, sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên bị ngập. Tình trạng ngập cục bộ có khả năng khiến hệ thống điều hành bay ngừng hoạt động và phải đóng cửa sân bay vì trạm phát điện bị hỏng, ảnh hưởng đến công tác điều hành an toàn bay. Tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines vừa phát đi thông tin khuyến cáo tới hành khách đi trên đường bay đến, đi hoặc nối chuyến từ Pháp trong giai đoạn từ 11 đến 14 tháng 6 năm 2016, thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu Euro. Một số chuyến bay của Air France trong thời gian này phải điều chỉnh kế hoạch bay. Tính đến thời điểm hiện tại, Air France đã quyết định không thực hiện hai chuyến bay tính trong ngày 11 tháng 6 và 12 tháng 6 năm 2016. Do đó, Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng có kế hoạch đi lại giữa Việt Nam và Pháp hoặc nối chuyến qua Paris trong thời gian này thường xuyên cập nhật thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, website chính thức của Air France và Vietnam Airlines. Từ ngày 14 tháng 6 tới đây, hàng nghìn xe GrabCar tại khu vực Hà Nội sẽ đồng loạt phải dán tem logo GrabCar trên kính lái phía trước. Đây là tem logo hình vuông, hai mặt, màu xanh lá cây, kích thước 60 x 60mm. Ở mặt trước, phần chính giữa tem là biểu tượng của loại hình vận tải dịch vụ GrabCar, hình ô tô. Phần trên tem là hàng chữ, dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi. Loại tem này được dán cạnh các tem kiểm định và tem đóng phí bảo trì đường bộ, góc bên trái. Được biết, xe GrabCar không dán tem này sẽ bị khóa 5 ngày với vi phạm lần đầu và khóa vĩnh viễn với vi phạm lần thứ hai. Trường hợp làm mất, hỏng phải bồi thường chi phí in ấn 100.000 trên một tem. Việc cấp phát thu hồi logo GrabCar đảm bảo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và hành khách phân biệt giữa các xe tham gia đề án của thí điểm GrabCar và xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thông thường. Trước đó ngày 10 tháng 6, tem GrabCar cũng đã được dán cho các xe của ứng dụng này tại TP.HCM. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong tháng 5 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải các địa phương đã tổ chức lực lượng thanh tra giao thông toàn ngành, có sự phối hợp của lực lượng liên quan, xử phạt hơn 5.500 xe vi phạm về tải trọng và kích thước thùng hàng, nộp ngân sách nhà nước 41,9 tỷ đồng. Trong đó, lượng thanh tra giao thông toàn ngành có sự phối hợp của lực lượng công an, quân đội và các lực lượng khác đã tiến hành kiểm tra gần 63.500 xe, trong đó có gần 5.000 xe vi phạm về tải trọng, tức hơn 1.600 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 38,4 tỷ đồng. Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tình hình vi phạm về tải trọng kích thước thùng hàng ở một số địa phương còn phức tạp. Đáng chú ý, tại một số cảng khu vực TP.HCM vẫn còn tình trạng lái xe sử dụng giấy phép lưu hành giả hoặc không có giấy phép lưu hành, lợi dụng sơ hở của các lực lượng làm nhiệm vụ xuất xếp hàng hóa tại các cảng để chở hàng quá tải, hàng siêu trường siêu trọng ra khỏi cảng. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt biểu dương 142 ngư dân tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn vào đêm 4 tháng 6. 142 ngư dân thợ lặn được Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng biểu dương khen thưởng đã có công rất lớn trong việc cứu sống 53 người trong tổng số 56 người gặp nạn và tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn vào đêm 4 tháng 6 vừa qua. Các ngư dân đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng chức năng tham gia cứu vớt người bị nạn.
nhiều người tự nguyện dùng phương tiện ngư lưới cụ để chắn ngang dòng sông, ngăn nạn nhân trôi dạt ra biển. Mỗi cá nhân được nhận số tiền thưởng là 2 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng tặng bằng khen cho tập thể Hội Lặn phường Nại Hiêu Đông, quận Sơn Trà và 3 cá nhân đặc biệt xuất sắc tham gia cứu hộ cứu nạn vụ chìm tàu này. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên dương khen thưởng 5 đơn vị và 9 cá nhân là những thuyền trưởng, thuyền viên thuộc các tàu du lịch trên sông Hàn trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn. Trong đó có một lái xe taxi tích cực chở nạn nhân đi cấp cứu và không tham của rơi tìm trả lại tiền cho nạn nhân. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện liên quan tới việc xóa bỏ bến xe khách Lương Yên từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Hiện nhiều ý kiến cho rằng chắc chắn sẽ dẫn tới những hệ lụy mà ngay cả cơ quan quản lý cũng có thể tính được. Đó là bên cạnh tình trạng quá tải của các bến xe hiện nay, thì việc điều chuyển phương tiện từ bến xe khách Lương Yên về sẽ gây ra hiện tượng quá tải nghiêm trọng, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ, đặc biệt là phát sinh thêm tình trạng xe dù bến cóc. Trong phương án di rời bến xe khách Lương Yên của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, một số luồng tuyến sẽ được điều chuyển về bến xe khách Gia Lâm. Đây là bến xe trong thời gian qua, công suất hoạt động đạt khoảng 70%. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo bến này nhận định rằng dù công suất của bến còn, nhưng cũng không thể tiếp nhận 100% phương tiện từ bến xe khách Lương Yên về. Cơ quan quản lý nhà nước cũng nên xem xét đến các cái tuyến cụ thể. Về mặt chung thì có thể tiếp nhận được, nhưng về cụ thể các cái luồng tuyến thì cũng còn phải xem xét rất là cẩn thận. Ví dụ như là cái tuyến Hải Phòng thì đối với bến xe Gia Lâm thì là cung đã vượt quá cầu. Nếu mà có điều chuyển thì tôi đề nghị cơ quan quản lý tuyến là sẽ điều chuyển sang cái bến khác. Còn theo Hiệp hội Vận tải Hà Nội, bến xe Lương Yên hiện được coi là đắc địa cho các lộ trình Hà Nội đi các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình. Thị phần này nếu phải sang bến Gia Lâm, xuống Giáp Bát hay lên Mỹ Đình sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp vận tải. Trong khi đó, việc phân bổ lại các doanh nghiệp vận tải lại phụ thuộc hoàn toàn vào phương án của Sở Giao thông Vận tải. Nhưng đến thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải vẫn đang hoang mang vì Sở Giao thông Vận tải vẫn chưa đưa ra được phương án chính thức.
cái việc này cũng đã xảy ra từ lâu. Thế nhưng mà nó có một cái bất cập trước đây là trong cái quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trước đây là giữ nguyên bến xe Lương Yên cũng như bến xe Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa và các thứ. Thế nhưng mà bây giờ họ đã thay đổi lại, lại phê duyệt lại cái phương án mới là không có bến xe Lương Yên. Vậy thì trong cái vấn đề này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt rồi thì chúng tôi thấy rằng phải chấp hành thôi, không còn cách nào khác. Ông Liên cũng cho biết tháng 9 năm 2011, bến tạm Lương Yên được xây dựng trên một phần nền đất cũ đã chính thức được đưa vào sử dụng. Diện tích bến tạm bị thu hẹp còn khoảng 5.000 m2 trên 12.000 m2, phần diện tích còn lại để phục vụ cho dự án nhà cao tầng trên nền đất cũ. Cái hậu quả của nó có thể sẽ xảy ra là khi mà chuyển đến nơi khác, không có khách, không thuận tiện thì khách cũng có. Thì đấy là cơ hội để cho xe dù phát triển. Tôi lấy những cái tuyến Lạng Sơn chẳng hạn, chắc chắn rằng là khi mà không còn được vào bến Lương Yên đón khách thì họ sẽ chuyển sang chạy hợp đồng. Và chạy hợp đồng thì họ chạy khắp tứ tung của Hà Nội và đi đường nào cũng được, không nhất thiết phải đi đường quốc lộ 1, họ lại phải đi qua cầu Thăng Long, đi chỗ nào cũng được, nghĩa là về đó bác nhá. Thì cái đó là phải tính đến. Bến xe khách Lương Yên thuộc công ty lương thực cấp 1 Lương Yên là bến xe xã hội hóa, được xây dựng từ năm 2004 nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực nội thành Hà Nội. Trong suốt 10 năm qua, bến đã có tới 320 đầu xe tham gia vận chuyển hành khách một ngày và đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách đi tuyến phía Đông, một phần tuyến phía Bắc Hà Nội. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.